Nam Mô Hòa Di Đà Phật Hôm nay chúng ta bắt đầu qua chương 2 Nói về người bệnh và vấn đề hộ niệm Tu hành nhưng vô ý phạm nhiều sự sơ suất Thì chướng nạn trùng trùng Từ đây mà sinh ra muốn tránh chướng nạn này, hãy tìm ra những điểm sơ suất mà sửa đổi liền. Câu này là nhắc nhở cho mọi người chúng ta đừng có phạm cái sơ suất. Mình sơ suất dữ lắm đấy. Thường thường trong đời này người ta tu cái hy vọng là cái mình được cái lợi lạc gì. Hy vọng được cái lợi lạc gì mà không biết là có lợi lạc gì hay không được kết cuộc một cuộc đời khi ra đi mà để lại thân tướng cứ nhắc là thất bại. Thất bại dữ lắm. Hàng triệu người bị như vậy chứ không phải là một người, chứ bị ơi. Thật sự đấy. Bây giờ tỉnh ngộ mình nghĩ lại đi coi. Tu hành quá khó khăn đi. Nhưng mà đến sau cùng rồi ra đi mà thân tướng cứng, sắc tướng u ám chứng tỏ rằng chưa chắc gì người này thoát được ba đường ác đạo. Như vậy có khác gì những người không tu đâu. Thực sự đấy. Trong khi mình đi hộ niệm, giúp được cho một người cái thân tướng đã mềm mại, là rõ ràng có gì đi nữa thì cái người này cũng trở lại làm người, sinh lên ba đường thiện đạo. Mình nghĩ được một chút xíu như vậy mình thấy tu hành là lý này luận nọ đủ thứ hết trơn giải thoát vượt tam giới xuất luân hồi đủ thứ hết trơn sau cùng để lại một hiện tượng hoàn toàn là thực sự không biết nói làm sao được cho nên cái sơ suất gì đây bây giờ mới tìm cho ra cái sơ rút này nếu không để sau cùng bị như vậy chết luôn kẹt quá kẹt quá phải thoát cho được đừng bao giờ nghĩ chết là hết nghe chết không hết đâu nhất định chết không hết đâu mà chết là khổ đi theo con đường khổ chướng nạn trùng trùng từ đây mà sinh ra từ cái chỗ mà mình không biết làm sao mà vượt được cái ách nạn này chắc chắn nó có sơ suất trong đó phải tìm cho ra cái chỗ này muốn tránh chướng nạn này hãy tìm ra những điều sơ suất mà sửa đổi liền tìm liền để sửa đổi chứ còn không thì kẹt lắm á. thực sự đấy nghĩ đi nghĩ lại rồi mình thấy tội nghiệp cho ông bà cho bà con cô bác của mình trong quá khứ thực sự tội nghiệp vô cùng khi mà ra đi rồi rõ ràng mới vừa tắt thở xong là tới cột tay cột chân lại để nằm ngay á trên khối cứng á rồi lo tắm rửa liền đi tắm rửa liền rồi rửa liền rồi cột tay cột chân lại bị nặng quá trình nhiều Không có một người nào thốt được hết Đau khổ lắm Bây giờ ta biết cái này ta phải tìm ra cho được Để mà giải quyết vấn nạn này Đối với hàng phàm phu sự sơ xuất Ít khi liên can đến những lý đạo cao siêu Mà thường là những gì ở ngay bên cạnh Cụ thể, thiết thực, đơn giản Những điều rất dễ thấy nhưng vì không biết nên vô tình Hầu hết điều bị vướng nạn Làm mất phần vãng sanh Một cách đáng tiếc đúng không ừ. Rõ ràng Người phàm phu chúng ta bị nạn Nạn gì đây Tham tiền tiếc của nạn liền Lúc sắp chết sợ quá Sợ chết quá Hải kinh hồn vi hết trơn Bị nạn liền Lúc mới chết chồng con cháu nhào vô ôm nắm Kéo điếu véo má véo mày Bị nạn liền là tức vừa mới chết xong để đem vô bỏ trong cái nước á tắm 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 Chứ lâu đó, tại vì giờ hôi háp thấy áo cái quần bị nạn liền lập tức người không tu bị nạn như vậy cho là thường đi người có tu vẫn bị nạn như đúng không chưa vậy thực sự đấy mà cho nên nặng nặng ôi cho nặng tai nhiều quá bây giờ mình biết rồi Chứ vậy còn để cái nạn đó xảy ra nữa hay không bệnh đau là báo hiệu cho ta diêm dương gỡ thơ rồi đấy có chuẩn bị chưa phải chuẩn bị liền nhất định phải chuẩn bị không thể nào ý ý được ý, ý là chết cho nên vô tình bị vướng nạn những cái nạn thiết thực cụ thể không có cái gì mà gọi là cao siêu cả lý đạo cao siêu hoàn toàn không dính giáp hiện tại nên nhớ cho kỹ phương pháp hộ niệm vãng sanh giúp cho người niệm Phật biết phát hiện những điều sơ xuất của chính mình mà né tránh. Để ngày cuối cùng thực hiện được trọn vẹn tâm nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hồi trước mình nghe tới vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là sợ muốn chết luôn đi. Hai cái tên đánh nhau. Tên kia nói ta thề bữa nay cho nhà ngươi đi về Tây Phương Cực Lạc. được, <laughs> được tức là đến là tiễn đến chết luôn đấy nhưng mà thực tế <laughs> đi về tây phương cực là, là không có chết được siêu sanh cho nên xin chư vị khi mà người nào có cái duyên mà nghe được cái những cái điều này nên tiếp tục nghe tiếp ở đây có sẵn sàng biếu cho vị chữ vị những cái usb người nào muốn nghe sẵn sàng biếu liền vừa bỏ trong cái máy cái máy tọa đàm đó nghe lên nghe suốt nghe nghe cho nhuyễn để mà mình trốn đi con đường tử nạn mà siêu sanh còn không thì xin thưa với chư vị mình nói sơ 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 không bao giờ không bao giờ cứu được đâu chư vị cứ nghĩ hồi trước giờ Có người nào mà nói niệm nói hồi niệm mà nói cứ nói ngày nào cũng nói năm nào cũng nói hai chục năm qua mà nói rồi mà cứu được bao nhiêu người mình nghe nói nhiều nhiều vậy chứ hàng triệu người chết dù cho có 10.000 người vẫn tranh đột Cũng không có âm tiếu vào đâu Chẳng qua là một cuộc số ít thôi Ta phải tìm cách Mong quý các vị cẩn thận nha Ngon lành nha Câu số 1 một. một số tương quan giữa người bệnh và hộ niệm Đưa ra vấn đề này Bắt đầu mình giải quyết Tức là những cái chương này Bắt đầu sâu hơn cái chương trước Chương trước có tổng quát thôi Chương này sâu hơn đấy Danh từ người bệnh Ở đây là chỉ cho người Đang được hộ niệm vãng sanh Đúng đấy Người bệnh Bệnh nằm chèo queo well đó Mời chúng ta tới Hộ niệm Còn những người bệnh Mà người ta không có chịu hộ niệm Người ta không muốn hoàn sanh nữa nhiều quá cho nhiều người ta kể không hết mà ta chỉ kể những người bệnh biết đường đi về tây phương biết mời cái ban hộ điểm đến hộ điểm mà bị sơ rút nên mất phần vãn sanh ta chỉ kể những người này thôi chứ còn những người người ta không muốn vãn sanh người ta cứ chết rồi đưa vô trong nhà xác chờ ngày thiêu thôi chúng ta không có cách nào kể được nhiều quá đi quá nhiều đi ta nói là những người thực sự là chúng ta đây trước sau gì cũng bệnh đúng không Ai trong chúng ta cũng bệnh, phải không? Bệnh hàng ngày, bệnh rề rề. Một lần bệnh như vậy, nó giết không biết bao nhiêu tế bào trong người chúng ta. Nghĩa là chúng ta chết hàng ngày đấy. Rồi chờ cho một ngày cuối cùng nữa là chúng ta liền luôn cái xác này đi. Nhưng mà ta liền cái xác này không phải là ta chết đâu. Ta liền đi mà ta vẫn còn sống. Nhưng mà sống trong cảnh giới nào đây khổ sở lắm đây. Nguy hiểm lắm đấy, đau khổ lắm đấy. Cho nên mong cho vị hiểu được như vậy mà ráng mà tu. Ráng mà nghe cho kỹ. Để mà trốn cho được cái cảnh tử nạn đi. Mình được quyền đi vãng tranh về Tây Phương Cực Lạc mà không chịu đi. Cứ chui theo cái đường tử nạn. Rõ ràng là hàng triệu người cứ dành nhau mà chui vào hầm lửa. Chỉ có một vài người biết niệm Phật mới được đi về Tây Phương đấy. Không phải dễ đâu nha. Một ngày như vậy chúng ta đang ngồi để nói chuyện Trên thế giới có lẽ có hàng ngàn người chết. Hàng giờ đấy. Chứ không phải nói là là, 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 là ít đâu. Nhiều lắm đấy. Bao nhiêu người biết con đường vãng tranh đây. Dễ gì mà biết. Sức mấy mà biết. Danh từ người bệnh cũng có hàm nghĩa rộng chỉ chung cho tất cả chúng ta. Vì ai cũng sẽ bệnh và cuối cùng phải xả bỏ bao thân này. Như vậy người bệnh là chúng ta. Đúng không? Đúng. đúng rõ ràng chúng ta là người bệnh. Như vậy chứ việc sợ bệnh. Có sợ gì sợ nó cũng tới. Có trốn gì trong nó cũng đến này rõ ràng cho nên chúng ta chuẩn bị đi sớm cho người khổ niệm nhưng mà cái thọ mạng của mình nó đến năm năm nữa mới chết thì chịu thua thọ mạng của mình nó đến bảy năm nữa thì mình sống trên 100 tuổi là không cách nào chết được đây là cái thọ mạng đã định rồi người tu hành mà bệnh nhiều quá nhiều khi chính cái bệnh nó làm mình xuống tinh thần đúng không chịu vị thực sự xuống tinh thần đấy Bệnh nó làm cho cái tinh thần mình nó xuống dốc. Bệnh nó làm cho mình không còn bình tĩnh nữa. Mình tưởng là mình ngon, lúc mà khỏe mình ngon. Khi bệnh xuống nó làm tinh thần mình xuống dốc. Cho nên, phải củng cố tinh thần, phải chuẩn bị. Chứ không thì coi chừng. Mình nói người ta chứ sau cùng mình bị. Cái sơ xuất nó ấn nấp bên trong. Không phải là đơn giản cẩn thận. Câu C Người bệnh chỉ cần chịu niệm Phật thì sẽ được an nhiên tự tại vãng sanh. Đúng không chưa vậy? Đúng hay sai? Người bệnh chỉ cần chịu niệm Phật thì an nhiên tự tại vãng sanh đúng không sai sai chịu niệm phật mà phải niệm mãi tinh thần đừng có xuống niềm tin đừng có sơ xuất sức nguyện vãng tranh đừng có quên đi trong lúc mình xả bỏ báo thông mình mới được vãng sanh Chứ không phải mình bây giờ mình chịu niệm Phật Là mình được vãng sanh Người nào mình đi hộ niệm người ta cũng chịu niệm Phật hết Có niệm Phật đó nhưng mà chịu chút chút thôi Niệm với chân thành, niệm với tha thiết Mà lúc lâm chung vẫn còn niệm được Mới vãng sanh Chứ không phải là chịu niệm Phật là được vãng sanh Hôm nay chúng ta niệm Phật để chúng ta nói là Tôi sẽ an nhiên tự tại vãng sanh đó là lời nói ngạo Cống cao ngạo mà Chưa chắc Tại vì mình chưa kể tới cái nghiệp chứng Nó hiện ảnh ra Mình cứ chịu đựng được hay không Nên nhớ cho chỗ này Cho nên mà cái đây cũng là cái sơ rút Mình tưởng là hôm nay mình niệm Phật như vậy Là chừng mình ra đi Mình ăn như tự tại Không có đâu Mình chưa đối diện với nghiệp chứng mà Khi nghiệp chứng nó ứng hiện rồi Chúng ta mới thấy cho nên cái câu nói này là, là Người nào mà chỉ cần chiếu niệm Phật Thì sẽ được an nhiên tự tại văn sanh Là lời nó hơi quá đáng Chúng ta phải chuẩn bị vượt qua tất cả những ách nạn Mà nó sẽ thư thách chúng ta trong lúc lâm chung Chính vì vậy mà rất cần những người hộ niệm đến bên cạnh để người ta giúp cho mình vượt qua những chướng nạn đó. Chứ không phải chúng ta niệm Phật bây giờ Là chừng đó chúng ta Tự tại vãng sanh rồi Mong cho vị cẩn thận vô cùng Để nhất định Chúng ta Có nhiều cơ hội Vãng sanh thành đạo Nam Mô A Di Đà Phật